Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh du học và xuất khẩu lao động. Thầy Dũng, Sakura và các cộng sự chân thành cảm ơn các bạn đang sống tại Kyoto đã có những thông tin bổ ích để giúp cho thầy Dũng Sakura cùng các cộng sự đưa ra cái video nằm trong series chi phí sinh hoạt tại Nhật. Ngày hôm nay thì thầy Dũng Sakura và các cộng sự cũng như các bạn ở bên Nhật sẽ gửi tới những bạn ở bên Việt Nam và những bạn đang chuẩn bị chuẩn bị đi hoặc là có tư tưởng đi Nhật Bản có thể tham khảo thêm, đó là thành phố Kyoto, thủ đô cũ của đất nước Nhật Bản. Thầy Dũng Sakura và các cộng sự nhận được sự hiệu ứng tốt từ các bạn độc giả, cũng như nhằm giúp đỡ các bạn sắp sang Nhật dự tính được chi phí về mặt sinh hoạt. Thầy Dũng Sakura và các cộng sự đã tham khảo nhiều nguồn du học sinh và người đang làm trực tiếp tại Nhật Bản để đưa ra đời những bài viết mang tính tham khảo, cũng như định hướng cho các bạn có một sự lựa chọn chính xác nhất có thể. Về đánh giá chung thì sẽ được đề cập trong bài viết này thì tùy thuộc theo nhận định của nhân vật phỏng vấn, thầy Dũng Sakura và các cộng sự đối tác sẽ đánh giá theo bậc từ 1 sao đến 5 sao để cho chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn và dễ phân định hơn. Trong phần này, đánh giá về chi phí sinh hoạt và cuộc sống dựa trên ý kiến của bạn Mai Chi, một du học sinh Việt Nam đang học tập và sinh sống tại thành phố Kyoto, Nhật Bản. Khu vực bạn có thể tham khảo bài viết này. Kyoto là kinh đô của Nhật Bản suốt hơn 1.000 năm, từ năm 794 tới năm 1869. Khi mà Tokyo được chọn làm thủ đô của Nhật, thì Kyoto vẫn được xem là vùng đất trung tâm chính trị, văn hóa và tôn giáo. Phủ Kyoto nằm gần như ở vị trí trung tâm hòn đảo Honshu ở Nhật Bản. Về vị trí địa lý, phía nam giáp Osaka và Nara, phía đông giáp tỉnh Mie và Shiga, phía tây giáp tỉnh Hyogo. Ngành dịch vụ du lịch là cơ sở chính của ngành kinh tế của Kyoto, nên là bạn nào yêu thích ngành du lịch và học tập du lịch ở đây thì chúng ta nên chọn Kyoto là một điểm đến để chúng ta học tập. Hàng năm Kyoto thu hút rất nhiều du khách trong nước và ngoài nước về tham quan, đem lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ đóng góp vào GDP chung của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và áo kimono cũng là một trong những ngành nghề truyền thống mà tỉnh luôn phát huy và gìn giữ. Kyoto cũng là nơi đóng trụ sở của hàng loạt các hãng điện tử nổi tiếng như Nintendo, Omorom, Kyosaka, Motorola, Marchetti. Hiện tại Kyoto có tới 37 trường đại học và học viện, được coi là một trong ba trung tâm học thuật lớn nhất của Nhật Bản, nên thu hút số lượng không hề nhỏ du học sinh nước ngoài tới đây theo học, đặc biệt là những nơi mà những bạn mà yêu sự trầm lắng như cố đô Huế Việt Nam thì chúng ta sẽ lựa chọn Kyoto là một khu vực thật tuyệt vời. Hệ thống giao thông được đánh giá là 4 sao. Kyoto có rất nhiều tuyến đường giao thông công cộng, mà đầu tiên phải kể tới là Jishin, Nihon, rồi các tuyến tàu điện ngầm trong thành phố như tuyến Kentetsu Kyoto, Hankyu Kyoto, Keihan Honsen, Ezan Desa, hay các tuyến xe buýt trong thành phố cũng hoạt động vô cùng đa dạng. Tàu chạy trên mặt đất là một đặc trưng lớn nhất của Kyoto. Đây là tàu điện chạy từ các ga Shinomiya trên tuyến Kenfuku đến ga Kenfuku Arashiyama. Chuyến tàu này được đi qua các địa danh nổi tiếng như Arashiyama, Tenryuji, Yonanina, Ninnaji. Các bạn chú ý, chuyến tàu này lên ở cửa sau và xuống ở cửa trước với giá chung là 200 yên. Đến với Kyoto, bạn có thể ở thành phố khác có rất nhiều sự lựa chọn, chẳng hạn như đi máy bay từ sân bay Kansai, Osaka hoặc đi tàu Shinkansen hay xe buýt tới dừng trước tới ga Kyoto. Chi phí nhà ở đánh giá là 3 sao. Kyoto được đánh giá là thành phố có chi phí sinh hoạt khá đắt đỏ, không nằm ngoài đánh giá đó. Chi phí thuê nhà ở Kyoto cũng không hề rẻ. Để có thể tìm được một căn nhà trong khu vực yên tâm, trung tâm tiện đi học để làm thêm ấy, bạn phải bỏ ra từ 50.000 yên đến 80.000 yên cho một căn nhà đầy đủ tiện nghi và gần các ga trung tâm. Chi phí sinh hoạt trong một tháng được đánh giá khoảng 4 sao. Tiền nhà thì ở đây bạn đánh giá là 22.000 yên do ở chung với bạn nữa, tức là chúng ta chia đôi. Tiền ăn khoảng 28.000 yên trên một tháng. Ăn ở Kyoto thì lại cực kỳ rẻ các bạn nhận, nên nó sẽ bù cái này sang cái kia thôi. Tiền mua nhu yếu phẩm thì rơi tầm khoảng 4.000 yên trên một tháng. Tiền đi chơi ăn ngoài cà phê khoảng 10.000 yên trên một tháng. Tiền điện thoại và internet thì rơi tầm khoảng 5.000 yên một tháng, tổng cộng khoảng 6-9.000 yên trên tháng. Với sự an toàn và trị an thì khoảng 4 sao. Một cố đô truyền thống mang những nét chân phương cổ kính nhất Nhật Bản sẽ luôn mang lại cho bạn một cái cảm giác ấm áp và vô cùng an toàn.
Bên cạnh đó, chính quyền Kyoto cũng luôn cố gắng đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối cho người dân và đông đảo du khách tới đây. Maichi cho biết, Kyoto là nơi bạn khiến cô cảm thấy bình dị, gần gũi mà an toàn vô cùng. Cô cũng nhắn gửi các bạn trẻ còn đang nán tới Nhật là nếu muốn biết một nơi an toàn bậc nhất thế giới, hãy thử Kyoto. Và đây là một điều mà Dũng khẳng định, bởi vì hiện tại du học sinh của Dũng tại Kyoto đã lên tới gần 200 người, tức là số lượng rất lớn, nó không phải là con số nhỏ nữa. Bởi vì Dũng tin tưởng Kyoto và đặt khi đặt chân đến Kyoto thì nó là một sự bình yên, và việc làm thêm thì cũng rất nhiều, các bạn tha hồ thì lựa chọn. Đối với cộng đồng người Việt ở Nhật ấy, thì đặt đánh giá là 4 sao. Hội Thanh niên Việt Nam tại Kyoto, Visa Kyoto là một tổ chức hoạt động rất sôi nổi ở Kyoto nhằm mục đích gắn kết các bạn trẻ tại Kyoto và cung cấp các thông tin một cách chính xác và mau chóng. Ngoài ra, vai trò kết nối, hội còn là nhà tổ chức cho rất nhiều chương trình, chẳng hạn như cuộc thi ảnh Miss Visa Kyoto. Ngày nghỉ và giải trí thì được đánh giá 5 sao. Nhắc tới Kyoto, có lẽ bạn đang nhắc tới thiên đường của các danh lam thắng cảnh nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản, đặc trưng là các ngôi đền đạo Phật, đền thần đạo hay các cung điện vương thượng uyển và các công trình kiến trúc được bảo tồn gần như một cách nguyên vẹn. Một số địa điểm tham quan nổi tiếng được du khách tới tham quan rất đông như rừng tre Sagano, đến đây thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ đến đấy, hoặc đền Fushimi-Nagasa, chùa vàng Ginkakuji, chùa bạc Ginkakuji, đền Gionaji, phố cổ Gijong, chùa Kimijunera, chùa Thanh Thủy, viện bảo tàng Manga. Hỗ trợ từ chính quyền địa phương được đánh giá là 4 sao. Với kinh nghiệm nhiều năm hỗ trợ cho người nước ngoài sinh sống tại địa phương, Kyoto tự hào rằng mình có thể hỗ trợ gần như toàn bộ các thủ tục giấy tờ cho người nước ngoài trong thời gian ngắn nhất. Một điểm cộng nữa là nhân viên tòa thị chính có thể nói bằng tiếng Anh, nên dù bạn chưa có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật, cũng đừng lo nhé. Bạn chỉ cần cung cấp đủ các giấy tờ cần thiết thì nhân viên sẽ tìm cách giúp bạn hoàn thành mọi thủ tục. Tổng kết, cố đô Kyoto là nơi ai cũng mong một lần muốn đặt chân tới Nhật Bản. Đây chính xác là cội nguồn của nền văn minh Nhật Bản hiện đại, là mảnh đất cho những người ưa thích khám phá sự hoài cổ. Kyoto đang chờ bạn. Vậy bạn có sẵn sàng để khám phá Kyoto hay không? Hãy như Dũng đến Kyoto là đặt chân đến Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại. Cũng như chân thành cảm ơn các bạn tại Kyoto đã giúp đỡ cho thầy Dũng và các cộng sự, cũng như đội ngũ của hệ thống của Dũng phát triển và xây dựng, cũng như làm ra những video tốt nhất để cho chúng ta có cái nhìn thật tốt về Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại cho kênh du học xuất khẩu lao động một subscribe và một like nhé, và một share. Xin chào. Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh du học và xuất